Hôm qua em có xuống không? Nghe đâu xuống hả? Mấy bữa nay em đâu có xuống đâu. Ừ. Tại vì em biết em đi. Quay vậy rồi bà kia bà có nói xấu mình tập đoàn mình không? Hai bữa nay đi bữa hổm đi qua chuẩn bị đi qua cái bị trời mưa cái đi về. Bữa đó đó là tính xuống đi vô nhà lẹ chơi. Tính xuống quen lẹ cho tiền lẹ. Ừ. Cho nó tiền uống phê mà cuối cùng mưa cái không đi. Lẹ cái này đâu mất tiêu không thấy nè. Này hết vốn luôn rồi. Đâu mới thấy mấy bữa trước hôm qua hôm kia gì em đi về quay có lẹ đây mà. Không còn vốn không? Hết vốn rồi. Vốn đâu chân rồi. Nó vậy đó tới lương lãnh ra được mấy triệu bạc rồi là đi quay xe qua xe lại là hết rồi. Thằng nó ừ tại kênh anh còn nhỏ em hiểu không, rồi mình làm cái nhiêu mình đi quay chi phí mình nằm trong đó còn cọc tiền còn cái sao chưa, một tháng cũng mấy triệu chứ nhiều. Ừ trời, cho nó thiệt nhìn mặt anh có nói gạt em đâu, nhìn đi lại ông ạ. À, một cọc tiền, một cọc gì mới có 3 ngày ông của tôi sợ đâu, một cọc tiền cọc với 200 á, làm gì có cọc, cọc. Mới vô bà hai móc cái bộ đuôi như vậy, trời ơi trời, trời, trời. Nhìn sao mơ cọc nhìn... Nhìn sao không cọc? 200 cục tiền bầu á. Xài thịt trơn rồi tôi mơ. Mà với ông tôi lại xài. Không có bằng xài tiền tôi còn không dám xài. Nè tôi bây giờ còn có nhiêu nè. Cứu cho anh chút đổ xăng về coi. Thôi thôi, tôi có tiền rồi. Ôi dồi. 2 triệu chị Tăng cho còn có nhiêu nè. Ôi thôi, thôi đừng có xài mơ ơi mơ. Làm gì xài hôm qua nay hết 500 ngàn đó nghe coi. Để cho ông kiểm 300. Đi chợ 200 còn trăm mấy. Em phải cho ông kiểm tới 300 ngàn chứ. Rồi à, cho ổng. À nói em nghe là làm gì phải cho 300. Trời hoàn cảnh ta nghèo chia sẻ quá anh ơi, anh khùng quá. Thì biết rồi chia sẻ. Bè mẹ nói em nghe chia sẻ với tỷ như em lâu lâu ở em xuống. Để chi một người ta đói ta nghèo ta em chứ. Em cho 100 ngàn thôi, em cho nhiều là ông kiểm ông nhậu nhiều. Dạ. Yeah. Ừ. Ông nhậu nhiều rồi ông đi kiếm người khác rồi mày ngồi tới mày khóc. Dạ. Yeah. Ừ. Cho 100 ngàn thôi. Cái nó thấy nó nghèo con nghiệp. Tính về tính em là tốt là anh đồng ý rồi đó, nhưng mà em cho nó nghèo không thấy không, cất đái quần áo với ghê bà hai má, mình làm phước được phước bà hai là tự nhiên là tốt lắm rồi đó, mà tốt quá ta vậy mà không cứu tôi gì trơn trời hai không cứu anh gì trơn kìa, về kìa ổng kêu về kìa cứu anh ai dám kêu anh. Anh ơi sao? Sao đâu có nói gì đâu. Không còn phóng vấn bà có nói chuyện đâu chơi đủ ra không? Ừ. Bà có nói gì không? Ừ. Ông màu trắng biết màu xanh được hả? Được. Ừ. Rồi, rồi bà không hỏi bà có nói gì không? Qua đây cái mắt đồng hai của chú mà. Ủa nhà này có wifi mà. Wifi mấy? Wifi hỏi mơ cũng như không, hôm nay tôi hỏi mấy lần mơ không biết. Biết đâu biết. Tại sao em không nhớ? Hồ quá. Hồ làm gì hết rồi. Thì đã nói rồi, lấy rau cần về lá đâm bỏ vô chút xíu muối, dắt lấy nước uống. Bây giờ rau cần lá đâu thôi. Ê, lên chảnh rồi bà có nói gì không? Ờ. Sao? Không mà đâu rồi. Nói nhà nó bệnh, bệnh nó nói chuyện tiếng vô xíu rồi. Vậy hả? Bà hỏi tôi hả? Ừ. Vậy bà thương tôi ha? Ừ, thương bà thương. Rồi ông kêu qua rồi. Nói mơ đi ngày qua đi chơi nhà bệnh nói chuyện với xíu rồi. Rồi ông có nói bà nó bệnh không? Có. Ừ, bà thường tôi đâu có nói chuyện mà. Nói mà nó đi chơi qua về nó bệnh nói chuyện với xíu nó với nhà đi. Tôi báo qua thử nói chuyện. Ôi khùng điên mà thử gì. Chữ tới ngày đó. Tôi bà chữ lộn bầm bầu. Dòng khùng quỷ ma trong nhà anh. Lục đục chuột xạ chuột bỏ biết đâu. Má tôi còn bỏ nhà đi. Ai mở với bà mới nấu. Thế anh đây. Anh chắc ở không được, chắc anh ngốt luôn á anh. Gì? Anh mày ở dưới mệt bữa chắc anh ngốt luôn hả? Ngốt luôn á chứ phải ngốt. Ngốt luôn. Ngốt bầu bằng xỉ. Rồi à, bà có nói tôi sao nó bệnh hả? Ừ. Rồi bà có nói về tội nghiệp nó hả? Bà có nói tội nghiệp nó hả? Có nói hoàn cảnh nó hả? Rồi mấy ông có ủng hộ cho bà mới không? Hết tiền. Thương bà tội nghiệp bà nghèo lắm. Có đứa con gái thưa cậu nghe rồi có chồng chúng tao gả cho sơn chúng tao đi đâu bạc biết bắt dạng luôn. Yeah. Có chồng năm nay 17-18 năm rồi. Rồi hở hai đứa con gái con trai, cháu nội cháu ngoại. Rồi tôi con nuôi bá dâu rồi ta cưới vào ngoại bắt dạng chết rồi dịch tép không thấy gì. Rồi nói làng mang nữa rồi đó. Đó ông là ông khùng mà ông biết rồi bây giờ anh Tiến. Bà có nói gái mà chừng nào về không Tiến? Tôi nói gái về không? Mà nói tao ủng hộ tao quay về đó, tao ủng hộ tao làm bùa. Tao điên mà biết đâu tôi cởi cho ông nghe mà ông nghe tôi chứ. Sao giây năm nay trở lại thấy mơ mà anh bóng giật mình. Ờ xong rồi đó.
mới hôm nào đó mơ còn mái tóc bây giờ là cà đi mơ cà đi bây giờ kiếm gì cà thôi không chơi với anh khùng luôn. Anh khùng mà anh khùng cũng tại em đó mơ. Anh khùng nặng rồi. Đi ra bà hai quay rồi bây giờ bị bệnh rồi đó, tôi dẫn đi đó. Đi có bữa bột đó bà lai chui hay về mạng nhà mơ không có nè bà lai. Bà lai không thấy bà sao được không được. Ước bà Hiền bà nghèo lắm, không có tiền bạc rồi chứ không nghề nghiệp rồi chứ, 4 năm cháu thằng đứa con đi bứng tóc mai kêu đâu bứng làm chứ. Thấy không có chui không làm không lúc chui ra rồi lúc chui phải ra chi hả lúc ai mà rút đâu mà rút khùng lên trển nó tiền tao leo chui ra tới tháng cũng đóng điện ra nhà ai mà rút không rút ra chui nằm ngoài ai biết tôi đâu nãy giờ tôi rút gì trời chuyện kỳ chứ mên đó tao lao đó đó là bậu đi rồi chứ. Còn mấy ông giờ tôi nói nghe nghe quay chi tấp thì quay thì ai cũng quay bà Sáu cũng quay rồi không có nói gì tôi mà về vấn đề gì hơn thua tôi cũng chịu quá à. Nói gì mơ trời mà tôi cũng chết á à. Ốc ai làm vậy hôm qua có tội lao không ai cứ rút điện rút bọng gì mà rút chứ còn gì nữa mắc wifi chứ tôi không có tội lao nữa không lao bất giác phản bạn là trơn rồi đó phản rồi nè đứa ông này bên bà bầu nè vô rồi đó đúng lắm rồi đó cho mà chơi bả thì mặt dài mà ăn lớn lắm đó mà quấn chiếu đó ừ bà đào chôn đó cho má lên đi con bả bốn thằng bứng gốc mai đó bứng đâu làm đó đó cho con cái nghề đi nhổ mai đúng không ừ cũng được tập đầu chôn đó quấn chiếu nói nữa rồi. À, còn trong bóng tối dạy khờ dạ em xin thọ giáo sư tỷ thấy ba gừng đó nói sư tỷ nói gì em cũng nghe hết ông nội tôi nói đó cho bà nghe đó dạ. Việt Nam nói chuyện đó bà đó không phải hiểu được anh bầu trời đó. À, bà đó bồ không hả bồ không à, bầu trời đó bồ không hai đứa này mới gặp nhau vậy nè đồng với bà cũng xứng mà bây giờ ông bỏ bà hả bỏ thấy bà không được hả bà đẹp lắm mà mặt dài mà hai đứa đó bồ đó đứa của bà đó thấy anh bây giờ không chơi hả bà gặp ông bà mừng không khóc bà khóc hả không không cũng khóc hả bà khóc thì sao gì hả đất nước ha đồng đội của bà mà ha bầu trời chắc bà buồn bà hả bà gặp ông bà khóc hả khóc thì làm xin giúp cho bà thì ha nghèo khổ ha rồi không ai giúp cho bà mới sao mày cho quay phim đâu phải quay phim cái cho tiền chừng nào mình quay á đưa lên rồi biết rồi chú thấy ừ mơ nè rồi gửi tiền cho anh mới đưa cũng như Minh Tăng á cho tiền á cho em đó rồi ta đưa rồi quay rồi không cho rồi sao rồi quay không hả quay đăng lên người ta thấy người ta mới cho em rồi ví dụ tao đăng tao đưa cho tránh đi cho kép mà cho phụ nó tham lam luôn uống nè nước luôn rồi nó không, đưa không, sao không ai không ai làm gì hết trơn á vậy làm gì rồi người ta để gì ta chửi sao ở đời không tin ai mấy đời mà cuộc đời sống mà tin ai thôi ông muốn nói gì tôi nói cho ông nghe ông quay tôi tham ông nói một ý ông người ta nói một lẻ tao không tham vàng tiền như con mơ nói chuyện ngay đối diện với ông như ý nó bên Mỹ tao gửi tiền và đưa cho mấy ông quay rồi mấy ông quay rồi ngự mớ mới rồi bây giờ cũng cùng điên rồi mâu thuẫn không hợp ghét không cho rồi ai làm ta phải nhường nhịn nhau mà sống em nói em hiểu luôn không ai hiểu luôn sao không hiểu không hiểu em bị ngố rồi đó mơ như ý mơ nói là quay đưa cho anh Simon Simon mà anh Simon nếu thương em bốc cho ừ. Còn tao không cho làm tao ừ tao quay tao về ra xé áo đi rồi mình chơi thì mình chơi tình nghĩa anh em đồng đội chơi gì thôi tới ông Mở Lai ở đời ai cũng có một cái đầu óc bộ não dữ dằn về chưa mơ bữa nay uống thuốc chưa uống rồi trong viên uống rồi đau đầu rồi nè không hả ừ nhức đầu thôi vậy ừ nhức đầu thôi vậy phải bị em hành đau đầu rồi nè dạ cái này cái này anh cũng bị tản rồi đó biết tôi lục có còn không lục ơi thuốc ở bên ông bầu nghe tính à, ông bầu không có tính em á anh Mở Lai ổ tham lam vàng đánh tôi vậy tôi chơi hòa đồng hòa đồng đâu hòa đồng gặp tôi đủ tôi về không hòa đồng ông nói không chuyện tào lao đúng không 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 chơi viên thuốc uống rồi tôi kiếm người còn
Thôi em ơi. Rồi đi kiếm. Hả? Nãy giờ quán không ơi. Ê ê ê ê. Hả? Ê, qua lấy chiếc đũa xới cái mà cháo lên cái coi. Đi cho cháo cái nhừ. Lấy đồ đũa quậy gạo qua hai ba vòng gì đó. Cho cháo nó đều lên. Ừ. Để lửa ít thôi. Bây giờ mấy mình đi nè, đi không? Đi đâu? Tôi quay cái điểm này nè. Điểm gì? Nhỏ này chồng chết mà nó có hai đứa con nó ở giá nè. Nó cũng gỡ bài khéo lắm đi. Ông ba Tam trong đây nè. Hồi đó giờ cũng ăn đi. Mà ăn cũng danh dự lắm đi. Rồi bây giờ suy sụp rồi. Ok rồi, tiếng đó. Bây giờ nó sấy chè chút giờ. Nữa hả? Đi nhỏ khác. Đi không? Anh Mon đi không? Thôi đi qua bển cái chưa gì chờ bữa nay là tôi thấy lộ tẩy rồi đó, nghe là bộ vụ tôi qua bển gặp đi gặp bà khác chứ không phải ông Kiệm. Thôi ông tụ lao không đưa tôi vô cái phé kẹt không vô gặp vợ vui với anh Tiến á. Buồn thiệt chứ, chồng nó chết nở hai đứa con được học đều, nó cũng bệnh hoạn vậy đó. Mà có quay thì tôi chỉ vô nó quay, rồi mấy ông cũng có tiền lương tháng nha ông ăn. Ui đấy, bà nói chiều nay bà phát thịt trơn rồi lấy quà ăn. Cùng thịt trơn thấy anh cùng không? Gì? Cùng một trơn nặng. Ừ. Chú đoạn tính đi coi nhà cửa gạo đồ để dành ăn để chết hết trơn. Ông cũng thôi hay. Mà nói em nghe là đừng có hỗn với mèo quá. Dù sao không có công sanh có sanh dưỡng, em hiểu không? Không đẻ tự giận bỏ mi mua bịch bột. Thôi con qua đừng nghĩ gì. Cùng với chứ. Đó không coi cùng. Cha nắm nắm cái đưa. Dính bát mắc cư quá. Khùng mà khờ nữa. Chút được thịt chứ. Nhỏ này giữ cổ anh, còn nhỏ kia xách cho ta chứ. Cho quà này tôi nói là nó đặt tôi già. Không cho tôi ăn cho. Phải có đồ hay ai cho bá xách thịt chứ. Tôi không có dặn. Anh như bả có người giữa vậy ha. Dạ 8 giờ. Gì? Tao hợp ma gì ha. Anh biết đâu. Ừ, mình không hợp á. Chào tiên nghe. Chào cả nhà nghe. Xin cho Thanh Liêm like đăng ký của chú anh chị ơi. Anh ba không hợp mơ ha. Hợp bây giờ không hợp. Chiều nay là ba bữa đã hết ba bạn này nó cũng chắc cần kiếm. Đó, hỏi anh cậu có nhiêu đó. Rồi ba kêu ăn Tết còn 4 bao gạo khoát cho tao. 4 bao gạo này bữa thứ 7. Là còn thấy tôi có mấy 504.000 nữa. Từ miếng đất màu từ tỏi cái gì hàng kiếm không? Rồi hỏi cậu là cục tôi lôi kiếm ra. Khùng đó kiếm nó khùng gần chết tao biết gì anh. Mẹ em cho làm chi cho... để nhà em ăn đi. Mấy ông cho tiền bao nhiêu là hàng kiếm ăn cho nhiêu. Tôi mi không có nào bạc. Kiếm ăn gì tiền tôi một túi tôi cho bà hả? Bà lấy tiền tôi hay vậy? Bà ghét tôi mà tôi lấy tôi cho bà. Mẹ con sao ghét được? Không, không có cho bà. Nuôi bản thân tôi à. Ờ mấy anh chi tiếp đấu nghèo thào nấu cơm cho mấy ảnh đâu ăn còn không? Thôi ngồi đi. Ngồi đi ngồi chơi đi. Bà xách 4 bao gạo cho ra cho nó la làng. Anh vô anh quay kia tiếp anh quýnh anh quýnh giùm em. Bà ăn uống gặp quay bà lấy thịt cho. Thôi ngồi đi ngồi đi. Bây hiểu không? Bây giờ thiệt với mấy anh nha. Từ hôm qua phim vợ á là nó xài bạc triệu mà giờ nó 50 là 50, 30, 20 là giá bỏ nó. Nó khùng quá trời sao chịu nổi anh. Hả? Nó khùng nó con mơ hả anh? Dạ dạ chồng vô rồi đưa 500. Con mơ chứ cua. Mà một ngày ba giá. Mấy ông coi có gì. Đi nhà trọ. Nên là bà ghen kiểm ba gì bà muốn kiểm lấy máy. Trời ơi mấy ông ơi mấy ông cho tiền chừng nào. Rồi lúc trước anh cũng ở bà rồi đầu vui chết con rồi sao mới ở em đó. Rồi bà lấy máy kiểm. Rồi con mơ hồi ở kiểm không bỏ. Bà mấy hai cũng. Bà Tăng nói chị thôi chị tư tư vậy. Biểu mơ gì cho bà 500 cho nay chứ mấy. Đụ mẹ sáng kiểm vô chưa chẳng giả nó mới về tới đàn kiếm nước đi luôn. À mà chị Tăng mà nó cho bà tiền. Có chị Tăng cho nó giờ qua bà hai cho vụ treo à. Chị Tăng không có nói vụ cho bà qua cút qua đồng bạn á. Bây giờ tao không có cần bà cho bà cho bà đó. Tôi giờ thấy bà tội nghiệp tính cho gặp bà ghét không cho đó. Bà mà ăn không hạp rồi đó ha. Mà bạn bè trai gái mà ăn phải hợp hơn. Anh này mới đầu rồi không hợp mà chơi từ từ giết nó từ từ hợp ha. Nó hiểu. Phật pháp vô quy ha. Còn cảnh nghèo chia sớt ha sống ha. Nó nói nghèo không có tiền anh ta cho gạo. Bây giờ hai mẹ con gây lộn bà này bán đứng nhớ luôn. Xách 4 bao gạo phát cho người ta chưa. Rồi ở nhà không còn hộp gạo em con nuôi em la làm. Rồi hỏi anh rồi lấy gì ăn. Chị tấp ra đâu có cho hoài anh. Nó đâu có quay. Bà dữ dằn mà. Của tao mà làm việc của tao mày thì mày cho ta của tao thì mày làm. Đừng nói gì nữa mời. Giết rồi cái gì cũng kiểm xong.
mà ông kiểm sao em thấy em cho chi nhiều chứ hả? Trời ơi, cho có một cái vỗ sách này nè, có 5 lít gạo à. Mà em cho thường lắm hả? Mới cho tối nè, chứ hôm đó thì đâu có cho. Rồi chỉ cho không được 300 ngàn rồi tối. Nghèo cũng chết, quần đái, không quần áo không có bạn anh. Rồi ai cũng không ăn ở, em cùng đi ai mà ăn ở đủ đéo. Rồi thấy không cho ông gỡ bài chứ. Ai mà đủ đéo em dùm. Thôi mà đừng nói nó là... Hiểu không? Cùng tao không có chơi với anh, ai mà chơi với em mà chơi. Ví dụ đó, hiểu không? Cho gỡ bài, để uống. Cùng ai mà ở. Nói mà tôi tiểu tao nói chuyện không nổi. Gì? Nói mà nói không nổi luôn. Ai kêu la chi cho cố lên giờ khang tiếng luôn kìa. Còn cái bà hôm qua anh. Chị Minh Tăng bà quay, bà nói anh Tăng Tăng. Cái thằng này là cắt cho bà 3 tầng lầu. Cắt đã rồi chữ. Chữ mấy này mấy anh chị tấp bây giờ quay chữ bà lại. Bà nói đi. Bà nói cho ra nha. Tại sao mấy anh tôi lo cho bà đàng hoàng tử tế. Còn tới ngày hôm nay bà đối xử mấy anh tôi gì bà nói chuyện. Bà cầu xấu với mấy cộng đồng tôi. Bà nói cho tôi nha. Mà hỏi anh thì đưa điện thoại em coi qua ha. Là mang mắt kiến vậy xăm mình. Mấy anh cộng, bà chửi mấy anh cộng đồng, mấy anh cộng đồng chửi bà lại. Bà muốn không? Mấy tay em tôi xử bà đó, quýnh bà đó. Cái nói là, cái bà nói bây giờ tôi không biết mấy ông kia tôi nói gì. Thì bà nói đi. Bà nói những cái gì mà sai trái bà lên cộng đồng, bà nói bà quý hoài hợp đồng của tôi. Bà coi thường anh em chúng tôi. Tại sao cắt cho bà 3 tầng lầu rồi, giờ bà coi con người tôi gì? Đó tôi nói là anh lên đài đó, hôm qua chị Tăng coi đó, anh Tăng coi được một clip với anh. Thưa ông mà mới tới được không? Thôi được rồi. Trời ơi, đẹp gái, Mỹ đẹp gái quá ta. Đẹp hơn mơ nhiều. Mười mấy tuổi rồi. Tuổi thình. Bớt bệnh rồi đó, tới tôi bệnh. Đi chơi tới ngày đâu có lo ăn uống gì. Không có nói chuyện mẹ con, giờ này mới cho ăn cơm kiểm cho ăn. Trong nhà quản lý sát nha. Có một đứa một đó, anh Sơn, anh bỏ đó, thằng chồng lớn. Nó đi chung đám ma cắt hòm ở đây nè. Rồi em sau này mới quen thằng Kiểm chồng sao. Dạ. Hả? À, chuyện của ông nữa hả? Dạ. Vừa nó bấm ba cái gạo của tôi nè. Ừ, mày lấy đâu mà. Mày lấy đâu mà. Nó không có lời lẽ anh ruột. Đàn bà ta mềm mỏng. Bà này nói không nghe, thằng ơi. Có nhiều cái á. Người ta không biết gì em đập em, nói tại sao dì tao mà quýnh mày con. Đúng rồi, em quánh dì ta, người ta gặp ta tức phải rồi. Dì vô làm tào lao, gạo tao đi phát cho chứ. Rồi lấy dì tao, tôi ăn là tôi cất đáy hay gì. Thôi ông gì đó. Nói làm màn. Tập trung vô cho vui đi. Ông bấm bùa cho tôi, có gạo tôi chiều đừng có phát ai nha. Để ăn màn nữa mà. Bốn bao ăn tới Tết á. Ừ. Cái này biết ai chị Tăng cho ai ha. Ừ. Đem vô, cái này theo Linh đem vô hả? Ừ. Mà không có cho ai nữa nha. Dạ. Không có cho ông Kiểm nữa. Cho đi gặp tới nói vợ chồng Minh Tăng là cúp lương anh luôn. Ừ. Bên ông. Ừ. Hôm qua anh Tăng anh lên xe anh nói nè. Anh nói Sương Sương. Mà sao hai chị em chơi trong nhà mà Sương mâu thuẫn ghét mơ vậy. Cái Sương nói tôi đâu có ghét đâu. Cái chị về bên mà tiện về mới nói câu rồi nè. À, cho đồ giờ cắt lớp cắt lương không có cho gì qua nữa mà không cho mi. Ấy nói vậy này Sương đâm thọt hay gì hả, là chị bên Dược Kiều chỉ nói gì Sương. Nói mà bẩm mới thấy mà cho cà gá cho đồ thấy nghèo cũng mừng mà Sương ta cũng mới mà ăn. À đó giờ ta nghèo bây giờ ta cũng mới giàu mà ăn lắm khá mà Sương. Ấy Sương nói em không có chơi trò được mi được cái cà gá để bông gì em không biết. Muốn điện thoại của bà kia gọi điện nó không nó thấy mờ giàu đó anh. Nó nghèo. Nó cắt lương đó. Tôi chơi bạn bà nó bạn bè nó xấu. Nó hai ba tầng quay rồi về. Nóng quá nóng ta chạy trơn. Anh tính chạy hồi nãy rồi đó. Dạ. Ừ. Tự nhiên em nóng lên cái làm mất vui chứ. Tính cọc không? Ý tưởng. Tính cọc không? Quá cọc. Tính em không chơi ai anh. Không chồng không vợ kêu bà không chơi. Ừ. Tính có. Cái nào phải thôi. Chứ ta bước ra đường để gặp đàn anh đàn chị rồi ta cũng nể em không nể ai. Chết chết. Ta thấy em cùng điên tao quýnh nữa. Nó tại lấy vợ nha em á. Gì? Nó tại lấy vợ nha em á. Tại em võ công cao quá ai dám lấy. Khó lắm á. Ông Kiểm sợ em thấy bà nội. Đừng có luyện võ công cao quá anh lấy gì nữa. Kêu đâu là nghe là nói à. Tính ngủ đi uống phê mà làm gì mất hứng. Ở đâu? Tội uống gì nữa. Mất hứng mất vui hết. Què ra thịt trơn uống gì nữa. Hết vui. Ừ. Tối Kiểm làm ra thịt trơn uống phê rồi còn ra nữa. Quay quá trời đừng quay tôi rồi. Làm cho hai phát. Tụi người lên nó rầm như gà đó. Đập 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 đập.
ở đá tôi bạch bạch mà tôi ho ra cũng không thở nổi nữa. Tôi nghe thật chứ. Ơi. Ơi. Cặp của em đá như vậy, lửa đá. Ừ. Chơi chơi quýt quýt lắm luôn. Gặp gặp mơ thấy lắm luôn anh. À, anh chị không bận đâu. Quýt quýt lộn lắm mà chơi chơi lắm mặn mặn lắm. Ừ. Làm như mà xe mình nhét lửa, ra lửa. Dạ. Yeah. Lên làm phát 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 tuột xuống rồi. Làm phát 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 phát. Ừ, hai phát rồi xong ngủ. Thôi không có ai đụng ai rồi xong rồi hai ngày chơi tiếp. Rồi ra ngủ. Vậy đó. Không ai kiếm ai chứ, mạnh ổng mà chỉnh. Đừng nói linh tinh. Với bà ở đây chứ không ai lại gần. Dạ thôi chứ giờ chơi hoài đâu có sướng vậy. Phải không? Gà thôi đâu có còn người sướng nữa chứ anh. Thôi mà. Ghê quá. Đã đang quay tiếp phải hỏi dùng. Nói cái gì dạ. Không à. Để ổng về ở bà mà. Thấy ghê quá. Tôi phải ớt nữa. Ớt cũng chết luôn vậy. Lại luôn. Kêu anh lại ở. Luôn mày ơi. Cứ vợ gả chồng á. Ừ. Lại mà luôn. Gặp mở lại luôn. Ông chắc ổng không muốn ở nữa anh. Anh. Chán đời luôn hả? Chán đời con rượu luôn. Con uống thuốc theo bà mơ này luôn rồi. Ừ. Bỏ đi tình chơi còn anh em mình chơi tâm tư á. Ừ. Bởi tôi hợp ông á mình lớn á. Mình tiếng nói sao chịu không nổi á. Làm quá ông tiếng cũng chạy luôn bà mơ ơi. Tiếng nó chạy đi. Tôi quay mơ tôi không khỏe. Tiếng nó thôi thôi thôi. Mơ chạy bỏ chạy luôn. Tôi qua bác gây sự không à. Được cái đó gì chứ. Mằng ăn hay bất cứ làm ăn gì cha mẹ đừng có nói em bạn bạc hay là giấu đó ha. Chứ con nít mà nó có đồ ăn mà anh xách cho mà không cho nó chửi á. Dạ. Ừ, anh làm cha mẹ em vậy đó. Anh ruộng, anh có cái gì anh giấu, anh muốn cho ai lén lút hay vợ con. Chứ anh có của mà anh cho bên đây mà không cho bên kia, đây ganh tị anh. Ừ. Phải cho công bằng ha. Ừ. Căn mà cao quá không được, mà thấp quá không được. Mà mở trái căn phải cho nó đều công bằng. Hiểu không? Hai cái bún nắp đồng đó đắp nè. Lên 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 lên. Chứ giờ ông dẫn